Xin chào các bạn, hôm nay thì tôi đọc được một câu chuyện rất là hay trên Internet là câu chuyện mua táo và bán táo. Và thì dự cũng rất là muốn liên tưởng nó đến cái câu chuyện bán hàng online của các bạn. Câu chuyện bán táo và bài học dành cho những người phụ nữ bán hàng online. Lắng nghe nhé. Có 3 người cùng tìm kiếm cơ hội kinh doanh và đến một thị trấn hẻo lánh nơi có vườn táo ra trái to, thơm ngọt, cực kỳ hấp dẫn. Trái táo nào lại được bán với giá cực rẻ ở thị trấn hẻo lánh này. Ngay khi nhìn thấy trái táo thơm ngon giá rẻ, anh chàng thứ nhất đã cảm thấy mình rất may mắn. Anh lập tức mua 10 tấn táo, lựa chọn những trái táo ngon nhất đưa về quê nhà để bán giá gấp đôi. Và sau nhiều lần làm như vậy, anh đã dành dụm được khá nhiều tiền. Chàng thứ hai suy nghĩ một lát rồi bỏ ra nửa số tiền để mua hạt giống trái táo. Nửa số tiền còn lại thuê một khu đồi để tự canh tác, tưới tiêu và chăm sóc giống táo đó. Và người cuối cùng ngắm nghía cây táo, đi bộ nhiều ngày quanh khu vườn táo tuyệt vời. Rồi cuối cùng gặp chủ vườn và nói: "Tôi muốn mua đất ở vườn táo này." Ông chủ lắc đầu: "Không, chúng tôi không bán đất, chúng tôi chỉ bán táo thôi." Thế vậy thì chàng trai bèn lấy tay chỉ vào chỗ đất và nói như cầu khẩn: "Tôi rất muốn mua đất ở đây, xin ông bán cho tôi chỉ mua một chút này thôi." Ông chủ thấy vậy mỉm cười đáp: "Thôi được, thấy anh khẩn nài vậy, tôi sẽ bán đất cho anh kèm theo hạt giống táo." Vườn táo chĩu quả thơm ngon, ngọt là phần thưởng cho những người có tầm nhìn xa, trông rộng. Chàng trai mang số đất về quê nhà. Nhờ có chuyên môn kiểm tra, phân tích thành phần đất, độ ẩm, so sánh với nhiệt độ và ánh sáng để xem tiềm năng ra sao. Sau đó, anh ta thuê một khu đồi, cải tạo đất nơi đó sao cho giống hệt số đất mang về và gieo trồng số hạt giống đó. Năm sau, anh đã có một cái vườn nhiều cây táo sum xuê, chĩu quả không khác gì vườn táo trước đó. Và sau 10 năm kinh doanh buôn bán thì ba chàng thanh niên giờ ra sao? Chàng đầu tiên ban đầu ăn nên làm ra, tuy nhiên dần dần doanh thu giảm hẳn bởi cạnh tranh ngày càng gia tăng, chưa kể rủi ro vận chuyển làm mất số hàng, cuối cùng bị lỗ nặng. Chàng thứ hai chăm chỉ tưới tiêu, vun sới cho cây táo, nhưng do không hợp đất nên trái không to, không thơm ngọt như ở vùng quê nọ, cuối cùng cũng chẳng kiếm được tiền. Còn chàng thứ ba thì nhờ vào phân tích mẫu đất và cải tạo ở đất quê nhà cho phù hợp mà cuối cùng được vụ mùa bội thu, cho ra trái táo thơm ngon rất được yêu thích, lại bán tại vườn nên không bị rủi ro về vận chuyển, tiện lợi giao thương, thu hút được rất nhiều khách hàng. Chẳng mấy chốc mà anh ta đã trở thành doanh nhân thành đạt và giàu có. Ok, và bài học này, bài học là khởi nghiệp kinh doanh nó là một cái xu thế tất yếu của xã hội. Khởi nghiệp là để làm giàu bằng chính khả năng của bản thân mình, là cơ hội tạo thành công và trình năng đúng đắn. Trong quá trình ấy, có những người đã thành công dựa trên tài năng, sự may mắn, nhưng cũng có những bạn trẻ đang loay hoay, tiếp tục vấp ngã khi chưa biết cách để kinh doanh khởi nghiệp. Từ câu chuyện này, ta có thể thấy rằng người kiếm được tiền đầu tiên không có nghĩa rằng họ giàu nhất, và người chăm chỉ làm việc nhất cũng không nói lên được rằng là họ sẽ là người giàu nhất. Mà từ khóa ở đây, đó là chúng ta cần biết cách là gì ạ? Là biết chọn những việc thông minh để làm. Chàng thứ nhất và chàng thứ hai đã mắc phải hai sai lầm. Cùng một đam mê khởi nghiệp nhưng họ lại không có tầm nhìn xa trông rộng. Như chàng trai số 3, không xây dựng được một kế hoạch làm việc lâu dài, không giải quyết từ gốc rễ của vấn đề, không biết trước được những rủi ro sẽ gặp phải. Do đó có thể nói phạm vi của tầm nhìn quyết định đến sự thành công của một người. Ok, thì các bạn là những người phụ nữ kinh doanh online thì cái tầm nhìn xa trông rộng của các bạn là vô cùng quan trọng. Nếu như bây giờ bạn thấy người ta đang bán một cái sản phẩm như thế này, bạn thấy người ta bảo là rất là được, ô rất là được đấy, bạn cũng thấy là khá nhiều người mua và bản thân bạn cũng mua rồi mà. Thế là bạn nói rằng ok, tôi sẽ dành tất cả số tiền tôi có để còn nhập cái sản phẩm này về để tôi bán. Thì không, cái điều đó rất giống với anh chàng bán táo số 1 đấy. Rất giống với anh chàng bán táo số 1. Còn trong trường hợp số 2 là gì ạ? À, bạn bảo rằng ô, sản phẩm này hay thế, sản phẩm này tuyệt vời thế. Thế là mình nghiên cứu nó xong về mình đặt một đơn nào đó sản xuất những cái sản phẩm giống như hệt như vậy để mình cũng bán, hy vọng rằng nó sẽ bán tốt giống như cái sản phẩm mà mình thấy đang bán trên thị trường. Thì đấy sẽ là mắc phải sai lầm của anh chàng số 2, đúng không nhỉ? Bởi vì sản phẩm của bạn không có USP, không có điểm khác biệt độc đáo, bạn cứ tưởng là nó sẽ bán tốt dựa vào sản phẩm như vậy. Nhưng không, để một sản phẩm bán tốt thì nó cần có quá nhiều yếu tố khác nữa, chứ không chỉ nguyên cái sản phẩm có chất lượng cao là đủ đâu. Nó cần có marketing, cần có xây dựng đội nhóm, cần có đào tạo, cần có chiến lược, nhiều thứ nữa. Nên là lời khuyên của thầy Dự sau cái câu chuyện này, đó là gì ạ? Trước khi bạn kinh doanh cái sản phẩm nào đó
thì phải nhớ cho thầy Dưỡng biết được rằng đó là mình phải tưởng tượng được rằng khi mình kinh doanh nó, mình đã có nó trong tay rồi, mình đã đầu tư rất nhiều tiền và công sức cho nó rồi, thì mình sẽ có kế hoạch hành động như thế nào để phát triển nó. Và khi mình tưởng tượng như vậy mà mình vẽ ra được cái kế hoạch hành động của mình trong vòng 1 tháng, trong vòng 3 tháng, thậm chí trong vòng 1 năm, thì lúc đấy gì ạ? Thì lúc đấy thì bạn mới quyết định kinh doanh cái sản phẩm đấy. Thế làm sao để mình có thể là có được cái kế hoạch này? Rất là đơn giản thôi. Bạn đi tìm những người thầy để học hỏi, để hỏi ý kiến của họ, để nhờ tư vấn của họ. Bạn thậm chí gặp những cái người nào đó đang muốn rủ bạn kinh doanh cùng thì hãy hỏi ý kiến của họ. Và thậm chí là bạn yêu cầu họ cùng làm mình, cho mình cái kế hoạch 1 tháng, kế hoạch 3 tháng như thế nào, mình và họ cùng làm với nhau. Đấy, cứ tưởng tượng là đã nhập hàng rồi, đã có sản phẩm rồi. Ok, kéo dần thời gian nhỉ. Ok, view. Đấy thế nào. À, thì còn rất là nhiều các video nữa khác nữa mà thầy Dưỡng sẽ chia sẻ với các bạn. Ê. Oh, xin chào. Đây con xin chào mọi người đi. Xin chào kìa. Xin chào. Rất là nhiều video khác nữa sẽ được thầy Dưỡng làm. Thầy Dưỡng sẽ chia sẻ nhiều bài học thành công khác nữa để bạn cùng những cái chị em phụ nữ kinh doanh online sẽ tránh được những cái sai lầm và các bạn sẽ thành công hơn. À, có tài liệu gửi cho bạn ở phía dưới phần ghim bình luận nhá. Kéo xuống phía dưới, comment hoặc là đặt câu hỏi liên quan kinh doanh online thì tôi sẽ trả lời giúp các bạn. Và có tài liệu thì bạn nhận và áp dụng cho công việc kinh doanh online của mình. À, thầy Dưỡng sẽ có rất là nhiều các video liên quan đến hướng dẫn bán hàng online cho người mới bắt đầu. Thì bạn cần phải tìm trên YouTube là hướng dẫn bán hàng online cho người mới bắt đầu Hàn Quang Dự, là bạn sẽ thấy được những cái video đấy. Rất nhiều video nó tiết kiệm bạn vô cùng nhiều tiền, giúp bạn vô cùng nhiều tiền. Thật sự đấy. Bye bye và hẹn gặp lại. Yeah.